Từ sự rỉ tai của giới tài xế, chúng tôi đã tiếp cận được ông DVT đang dạy tại một trung tâm đào tạo lái ô tô ở thành phố Biên Hòa, tại nhà riêng ở khu vực chợ Trảng Dài. Hiện tại là nếu mà có bao nhiêu ít thôi em còn không khó mà thanh tra nó về là cũng không lo được. Không như ngày xưa nữa nhiều. Có khóa thì lo được. Vì được khóa. Chứng là nó lên cho mấy 17 18 triệu, 17 triệu bằng 5 câu. Sau khi thăm dò, ông cho biết nếu đồng ý chung 17 triệu đồng, bao gồm 11 triệu đồng học phí và 6 triệu đồng phần bao đậu, thì tới lúc gần thi sẽ có người hướng dẫn sử dụng thiết bị công nghệ. Sau đó, ông gửi số tài khoản ngân hàng với tên DVT và yêu cầu chúng tôi chuyển tiền. Còn từ thông tin quảng cáo trên mạng xã hội với các nội dung, Trung tâm dạy nghề và đào tạo sát hạch lái xe Hải Vân nhận hồ sơ đăng ký khai giảng khóa học lái xe ô tô các hạng B1, B2, C, học tại sân sát hạch Hải Vân, bảo đảm đậu 100%. Được tự chọn giờ giấc học lý thuyết và thực hành linh hoạt theo yêu cầu, hỗ trợ thi sớm, cấp tốc cho học viên có nhu cầu. Tối ngày 28 tháng 3, chúng tôi liên lạc với số điện thoại được đăng trên mạng xã hội và gặp người được giới thiệu là thầy CH, xưng là quản lý đào tạo Trung tâm dạy nghề và đào tạo sát hạch lái xe Hải Vân. Ông CH hẹn chúng tôi gặp mặt tư vấn, nhận hồ sơ tại địa chỉ của Trung tâm dạy nghề và đào tạo sát hạch lái xe Hải Vân, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Khi đến nơi, ông CH tư vấn và thông báo học phí bằng lái B2 là 12 triệu đồng, trong đó bao gồm cả phí nộp hồ sơ, thuê xe học, xăng dầu. Chúng tôi lo ngại, nêu các vấn đề cá nhân và cho hay là không thể học lý thuyết thì ông CH nói. Bây giờ nếu mà học không được á, thì đi Sài Gòn. Bên mạng nghiên cứu được, tại Đồng Nai không có. Không, mình đăng ký, mình học hành tất cả ở đây, sau này mình lên trên đó mình đi thôi. Chứ mà chạy lên Sài Gòn đi học các thứ thì thời gian đâu mà đi. Sau đó, ông CH chỉ đường đi là nếu học được thì học tại trung tâm và thi tại trung tâm. Còn nếu không học được thì phải lên thành phố Hồ Chí Minh thi để được bao đậu. Còn có cái phần hỗ trợ thì mình lấy đi mang đi. Đưa cho người ta làm này là một cái máy. Đấy, 4 triệu là cả học phí luôn này, sao? Đấy là ấy đấy. 4 triệu mà 12 triệu học phí. À. Còn cái phần kia là gọi là ở đấy là dịch vụ ngoài không liên quan đến trong học phí của trường. Nhà trường thì không được đụng đạp cái đấy thì mình làm với người ta. Ông CH thông tin, hồ sơ cần nộp để đăng ký thi gồm giấy khám sức khỏe. Ông CH còn tư vấn là nên khám sức khỏe tại trường để trường hỗ trợ ngầm cho học viên. Hình 3x4 phông xanh, bản sao bằng lái xe máy nhựa. Nói về việc phương thức bao đậu lý thuyết 4 triệu đồng, ông CH thông tin. Nghĩa là ông bỏ tiền ra làm sao tôi làm cho ông đạt được rồi. Còn hình thức như nào đấy là việc của người ta. Cái mục tiêu của mình cuối cùng của mình là mình cần đạt chứ mà. Đúng rồi. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi liên hệ với ông NVD, một thầy dạy lái xe tại quận 12. Qua điện thoại, chúng tôi cho biết bằng lái xe B2 của mình đã hết hạn quá lâu và có nhu cầu thi lại để được cấp mới. Lúc này, ông D thông tin là có thể bao lý thuyết với điều kiện chịu chung chi tiền. Giá lo lý thuyết cao lắm đó, anh chịu được không? Nếu tự học là 2,5 triệu, nếu bao lý thuyết là 7,5 triệu đồng. Ông D thông báo qua tin nhắn điện thoại cho chúng tôi. Sau đó cả hai hẹn gặp nhau tại một quán nước trên đường Lê Thị Riêng, quận 12. Trước khi đến điểm hẹn, ông D tiếp tục nhắn tin cho chúng tôi với nội dung: chiều 1 giờ 30 phút, anh mang trước 2 triệu lên nộp để chụp hình và khám sức khỏe nhé. Còn tiền lo luật thì ngày thi mới mang theo. Tại điểm gặp, ông D trao đổi hiện các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng thanh tra làm rất gắt nên việc bao đậu lý thuyết là hên xui. Tuy nhiên, giá bao đậu vẫn như thỏa thuận qua điện thoại. Nói xong, ông D gọi điện cho một người tên H đến, dẫn chúng tôi đi làm các thủ tục đăng ký thi tại trường Cao đẳng Giao thông Vận tải. Thay vì vào trường làm thủ tục, H dẫn chúng tôi đến một quán nước bên hông trường. Tại đây, ông H đưa cho chúng tôi một bộ hồ sơ để khai báo đăng ký. Trong bộ hồ sơ này có sẵn giấy chứng nhận đủ sức khỏe để thi bằng lái xe ô tô. Tiếp đó, ông H dẫn chúng tôi vào khu vực ghi danh trong trường Cao đẳng Giao thông Vận tải để nộp hồ sơ và thu 2,5 triệu đồng tiền lệ phí thủ tục nộp hồ sơ. Đến đầu tháng 4, Ông Đê liên lạc với chúng tôi thông báo đã có lịch thi và yêu cầu chúng tôi lên sân tập lái xa hình. Kết thúc buổi tập, ông Đê liên tục hối chúng tôi chuyển khoản tiền phí bao đậu lý thuyết qua tài khoản 7,2 triệu đồng. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.